vâng, em Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người. Một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.25. Hồ sơ cầm tay. Hiện tại chiếc Kia Morning đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, sang ăn như người, mang thương hiệu Hàn Quốc, có năm sản xuất 2019. Một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc, keo chỉ zin, máy số zin, keo chỉ zin và máy số zin các bác nhá. Hồ sơ thì em đã rút về tên em rồi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, sang tên đổi biển, chính tên chính chủ cho các bác trong một ngày là xong các bác nhé. Ghế da xịn sò nguyên bản theo xe, màu ghi rất là đẹp. Bô lăng hai chấu, bô lăng hai chấu, quả số phanh tay rất đẹp luôn. Chân nỉ nguyên bản theo xe, đấy, chân nỉ nguyên bản rất đẹp luôn. Một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe lướt sản xuất 2019, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.25. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Keo chỉ zin, keo chỉ zin. Đấy, tất cả khung cánh cửa này không hề có hiện tượng mục mọt, không hề mục mọt các bác nhá. Hốc bản nè, tất cả các ốc bản nè chưa hề động đến ca lê một lét luôn, bệ bậc lên xuống. Hệ thống tem mác theo nhà máy sản xuất. Đấy, cam kết các bạn là zin cả xe, máy số zin, keo chỉ zin, zin toàn tập luôn. Giá tiền 258 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, đời cao chót vót luôn, đời 2019 các bạn nhá. 2019. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe các bác này. Bô lăng của nó rất là đẹp luôn các bác nhá, chưa hề có sự hao mòn mấy các bác này. Đấy. Sau đây em sẽ đề lỗ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay. Đấy, búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhá, xi nhan báo rẽ này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru, phun nước và gạt mưa. Đấy, một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng mặt. Gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2019 này. Phần hệ thống kính lên xuống này, đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hệ thống chắn nắng này, đó, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Đấy, trần của nó thì đã được bọc một lớp ni lông các bác nhé. Trần của xe thì đã được bọc một lớp ni lông này. Hệ thống điều hòa này, quả số này, phanh tay các bác nhá. Đấy, hệ thống đèn đóm này, đèn trần này, gương chiếu hậu này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy này. Máy con này thì máy số vẫn còn zin nguyên bản luôn. Đấy, máy số zin luôn các bác nhá, keo chỉ zin cả xe. Cam kết là xe đấy, tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, sơn xi màu bạc xịn sò, bản hatchback một đầu. Đấy, mà giá tiền chỉ có 258 triệu đồng thôi. Vâng, tôn vỏ của nó mỏng tang luôn các bác nhá, tôn vỏ mỏng tang luôn. Đấy, sau đây em sẽ vào phần khoang máy cho các bác xem nhé. Và
Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning sản xuất 2019 các bác nhé. Đấy, máy móc này lỗ rất là êm luôn. Đấy, keo đuôi chuột vẫn còn các bác nhá. Đấy, zin toàn tập luôn. Đấy, zin toàn tập luôn các bác nhá, zin toàn tập. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, một mẫu xe sản xuất 2019. Đó là một mẫu xe Kia Morning. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Hàn Quốc. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghệ. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe cứ nhấc máy lên alo trực tiếp về em, hoặc đến trực tiếp của bãi xe ô tô của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Đấy, tất cả máy móc của xe này, đấy, zin nguyên bản luôn. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Đấy, tất cả zin toàn tập luôn. Gầm bệ chắc không hề có một chút một mọt nào. Hệ thống tổng quan của lắp capo. Đấy, tất cả các lỗ của nó này tròn các bác nhá, không hề có hiện tượng móp méo luôn. Đấy, ốc ác chưa hề động đến kalem vào hết. Keo chỉ thì đều tắp tắp luôn. Đấy, bao zin bao phê các bác nhá, bao zin toàn tập cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng. Hồ sơ thì cầm tay. Đấy, sang tên đủ chủ trong một ngày là xong các bác nhá. Sơn xi màu bạc này, hệ thống đèn bạo, đèn pha các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, đèn pha nguyên đai nguyên kiện luôn. Lốp dép của nó này. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn này. Cột giảm sóc này, hệ thống cua lốp này. Đấy, tất cả cua lốp các bác nhá. Đấy, tất cả cua lốp này. Đấy, một mẫu xe Kia Morning phải nói rất đẹp luôn. Và giá tiền chỉ có 258 triệu đồng thôi. Vâng, 258 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 12 năm 2022. Đấy, tháng 12 năm 2022 các bác nhá. Đấy. Đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, táp ly cánh cửa này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Bệ bậc lên xuống này. Đấy, bậc lên xuống các bác nhá. Ốc bản nề này. Đó. Tất cả ốc áp bản nề, khung cánh cửa không hề có một chút mục mọt nào, keo chỉ zin luôn. Đấy, keo chỉ này đều tắp tắp các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Ốc áp bản nề chưa hề động đến kalem mỏ nét. Đấy, tất cả cột kèo của xe. Đấy, cột kèo đinh tán này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, cột kèo đinh tán zin nguyên bản các bác nhá. Đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Âm thanh thì rất là hay luôn. Bật lên xuống nó được ốp inox mạ chrome. Đấy, tất cả ốc bác bản này. Đó, chưa hề động đến kalem mà lên các bác nhá. Phần tất cả hệ thống khung cánh cửa. Đấy, táp ly này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Keo chỉ của xe này. Đấy, không hề mất đến một phân các bác nhá. Lốp dép của xe này các bác này. Đấy, lốp dép khá đẹp luôn. Tất cả cua lốp này. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Kia Morning phải nói rất là đẹp luôn. Còn đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác nhé. Đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Bản hatchback một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn xinh xinh nhưng nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhé. Đây, đinh tán chằng chịt các bác này. Đấy, ốc ác này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, bao zin cả xe cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning sản xuất 2019, một mẫu xe lướt, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em.
Vâng, giá rất là rẻ luôn, 258 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia. Tất cả các lỗ này không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá. Không hề móp méo luôn. Phần hệ thống sàn của xe này. Đấy, lớp sô cua này, kích trong đầy đủ các bác nhá. Đấy, kích trong đầy đủ luôn. Sàn thì không hề có một chút mục mọt nào. Đây các bác xem này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, quả lốp sô cua này. Đấy, ô sở kê luôn các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm bệ này. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn luôn. Không hề có một chút mụn mọt nào. Rồi. Đấy các bác xem cảm nhận, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về thì chỉ việc đổ xăng và sử dụng các bác nhé. Sơn xi màu vàng. Đấy. Hệ thống đèn phanh này, gạt mưa sau này đầy đủ luôn. Đây là phần vỏ lốp của đằng sau bên lái các bác nhé. Rồi, lốp dép này, phần thùng giảm sóc này. Đấy, cua lốp này. Đấy, tất cả những cái chỗ nhạy cảm nhất này rất đẹp các bác nhá. Phần táp ly cánh cửa này, táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly vẫn còn gai sần rất đẹp luôn các bác này. Đấy, không hề bong chóc chi các bác nhá. Đấy, đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Không có một lỗi gì các bác nhá, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, gầm bệ thì không hề mục mọt, hồ sơ thì cầm tay. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning, dễ đi dễ dùng. Tất cả ốc áp bản đề các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện quá nhá, vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Phần cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin các bác nhá. Đấy, cột kèo zin. Hệ thống lóc của xe các bác này. Đấy, tất cả lóc của xe các bác nhá. Độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều. Đó là một mẫu xe Kia Morning Long sản năm 2019, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.25, với giá tiền trước này là 258 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.